Thanh Thảo xin chào tái ngộ đến quý vị khán giả đang xem chương trình FPTV. Kính thưa quý vị, liên tục chương trình trong giờ phút này, Thanh Thảo mời quý vị đến với buổi nói chuyện giữa Thanh Thảo và nhân viên truyền thông thuộc hạt Santa Clara. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Thanh Thảo muốn giới thiệu đến quý vị một gương mặt mới sẽ cùng trò chuyện với Thanh Thảo trong tiết mục này. Thưa quý vị, đó là anh Quỳnh Hớn, nhân viên truyền thông thuộc hạt Santa Clara. Thanh Thảo xin chào đến anh Quỳnh Hớn. Quỳnh Hớn xin kính chào chị Thanh Thảo và rất hân hạnh được tham gia chương trình với chị lần đầu tiên ngày hôm nay trên Netflix TV và cũng xin kính lời chào đến khán giả của Netflix TV đang theo dõi chương trình. Dạ, cảm ơn lời chào của anh. Thưa anh, chúng ta sẽ mang đến cho quý vị khán giả những thông tin từ quần hạt, những được cập nhật mới nhất. Thì có lẽ là ngày hôm nay đầu tiên như thường lệ thì chúng ta sẽ nói sơ qua về tình hình dịch bệnh COVID tại quần hạt của mình, thưa anh. Vâng, thưa chị và thưa quý khán giả, thì trong tuần lễ vừa qua, số trường hợp nhiễm COVID ở tại quận hạt của chúng ta thì có phần tương đối là ổn định và cũng như có phần giảm xuống so với các tuần lễ trước. Số trường hợp nhiễm bình quân trong 7 ngày vừa qua của quận hạt của chúng ta là có cơ số hơn là 10.000 trường hợp, thưa chị. Và cũng như là cái số người bị nhiễm đó được báo cáo là chỉ có khoảng là 405.4 người mà thôi. Cái mức lây nhiễm trong cộng đồng của chúng ta vẫn còn ở mức độ cao, nhưng mà vào cái tỷ lệ mà tiêm ngừa cao trong cộng đồng của mình đó, thì cho nên là quận hạt chúng ta có thể an tâm hơn trong các hoạt động bình thường như bây giờ, thưa chị. Ngoài ra thì trong những cái dịp lễ lạc trong mùa hè cũng như là ra trường này nọ sắp tới đó, thì quận hạt cũng xin nhắc nhở tất cả các cư dân trong quận hạt của chúng ta là nên đề phòng để giữ gìn sức khỏe cho chính bản thân của mình cũng như là gia đình và cộng đồng, thưa quý vị, và đặc biệt nhất là cho các em học sinh trong những cái dịp lễ ra trường, thưa quý vị. Trong những cái ngày lễ này đó thì quận hạt có khuyến khích chúng ta là nên mang khăn che mặt, giữ khoảng cách cũng như là xét nghiệm trước và sau khi tham dự các buổi lễ ra trường, những cái buổi lễ hội đông đảo người, thưa chị. Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của anh. Thưa anh cũng như thưa quý vị khán giả, chúng ta không xa lạ về với cụm từ COVID-19. Tuy nhiên thì mặc dù rằng chúng ta vẫn còn phải đối phó với nó và vẫn phải tiêm ngừa để phòng chống COVID-19, nhưng gần đây cái cụm từ hậu COVID-19 chúng ta thường nhắc đến vì chúng ta đã kéo dài hơn 2 năm đại dịch. Thì với góc độ truyền tải những thông tin từ quận hạt y tế thì xin cho anh Thanh Thảo, xin anh cho Thanh Thảo cũng như quý đồng hương biết hậu COVID-19 là như thế nào và những diễn biến, những cái triệu chứng của nó ra sao, thưa anh. Vâng, thưa quý khán giả và cũng như thưa chị Thanh Thảo, thì COVID-19 nó cũng để lại cái di chứng mà chúng ta gọi là di chứng hậu COVID, thưa chị. Nó bao gồm những cái vấn đề sức khỏe mới và nó có thể kéo dài, và người bị lây nhiễm COVID lần đầu tiên sẽ cảm thấy xảy ra nơi bản thân của họ. Chúng tôi có thể đưa ra một số những cái trường hợp, thưa chị. Đó là những người bị COVID sẽ khỏe hơn sau vài ngày hoặc vài tuần lễ, và thường ít nhất là 4 tuần sau khi bị nhiễm hoặc có xét nghiệm dương tính thì họ mới bắt đầu nhận thấy các di chứng hậu COVID. Một số người đã bị nhiễm siêu vi khuẩn gây bệnh COVID-19 thì có thể vẫn chịu ảnh hưởng lâu dài từ lần lây nhiễm đó, và cũng như là có những cái di chứng hậu COVID, thưa chị, tiếng Mỹ gọi là post COVID condition, gọi tắt là PCC hoặc là long COVID, thưa chị. Như vậy thì việc chẩn đoán và điều trị sẽ được tiến hành như thế nào, thưa anh? Vâng, thưa chị, hiện nay thì chưa có một loại xét nghiệm nào để có thể chẩn đoán các di chứng này, và những người có di chứng này thì nó có những cái triệu chứng khác nhau mà trong số đó có thể là từ chính những cái bệnh lý mà họ đã có trước đó, thưa chị. Rất là khó khăn cho các bác sĩ có thể chẩn đoán và nhận ra các di chứng. Cơ quan phòng chống dịch tại CDC cũng đang làm việc với nhiều tổ chức khác nhau để nghiên cứu và cũng như tìm hiểu thêm về tính chất của các di chứng và tại sao chúng ta lại có các di chứng này và cách ngăn ngừa để điều trị chúng, thưa chị. Các bác sĩ đó thì họ cần chẩn đoán các di chứng dựa trên tình trạng bệnh lý của từng bệnh nhân, và bao gồm nếu như quý vị đã được chẩn đoán về COVID-19 hoặc là có xét nghiệm dương tính hoặc có các triệu chứng có thể tiếp xúc về trường hợp nhiễm COVID, đồng thời là khám sức khỏe vân vân. Tuy nhiên nó chỉ bắt đầu vào tháng 7 năm 2021 thì di chứng hậu COVID đã được xem là một cái khuyết tật theo cái đạo luật bảo vệ người Mỹ bị khuyết tật American with Disability Act, gọi tắt là ADA, thưa chị. Hậu hậu di chứng COVID-19 có thể Thanh Thảo không không họ rõ lắm với từ khuyết tật mà anh vừa sử dụng. Vâng, thưa chị, cái có thể giống như là nó cái di chứng hậu di chứng đó, trong một số những cái triệu chứng mà chúng ta sẽ đề cập tới đó, chị, có vấn đề mà lú lẫn mất trí nhớ rồi đó, cho Thanh Thảo chị, hiểu là rồi. nó làm cho giống mình có thể
có lẽ là không phải là đúng cái từ, nhưng mà có thể là đóng mặt ngõ ngoặt, nó làm cho một cái người bệnh nhân có một cái khuyết tật nào đó, thưa chị. Thảo rất là cảm ơn anh đã chia sẻ. Thưa quý vị khán giả, đó là những chia sẻ của anh Huỳnh Hấn về những vấn đề liên quan đến COVID-19 trong ngôn học chúng ta trong thời gian gần đây. Và một điều mà Thanh Thảo nghĩ rằng cộng đồng chúng ta đang rất quan tâm trong những ngày tháng gần đây, đó là vấn đề mà khan hiếm sữa bột cho trẻ em. Thì không biết anh Thảo có thể mở cái vấn đề này ra để cùng hỏi với anh hay không, thưa anh? Vâng, thưa chị, rất là may mắn ngày hôm nay thì mình cũng có đem theo những cái tài liệu này, thưa chị. Thì theo như quận Hà Santa Cruz hiện nay đó, thì chúng ta vẫn còn tiếp tục cái báo động về tình trạng khan hiếm sữa bột cho trẻ em trên toàn quốc. Vì có cái vấn đề là như chúng ta đều biết, đó là cái hãng sữa Abbott ở tại Michigan đó, nó có vấn đề mà bị lây nhiễm đó, cho nên là họ phải đóng cửa một thời gian. Thì hiện nay chính quyền liên bang cũng đang tìm cách gia tăng sản xuất sữa bột và giúp cho các gia đình có được nguồn sữa dự trữ, thưa chị. Cái nguồn sữa dự trữ này đó từ tiểu bang California hiện vẫn còn ổn định hơn là so với các tiểu bang khác, nhưng vẫn lo ngại sẽ bị ảnh hưởng trong tương lai, thưa chị. Các trẻ sơ sinh thì chúng ta cần biết là cần phải được có cái liều lượng dinh dưỡng đầy đủ, không nhiều quá và cũng không ít quá, để bảo đảm tình trạng sức khỏe phát triển tốt cho các cháu, thưa chị. Và vì sức khỏe của trẻ đó, cho nên là quận Hà khuyến khích các phụ huynh đó là nên dùng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn của liên bang để bảo đảm sự an toàn và không bị nhiễm các loại vi khuẩn nguy hại khác, thưa chị. Trong tình trạng này mình không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, thì cái vấn đề mà mình là cư dân ở quận Hà và mình có trẻ nhỏ trong nhà, thì mình phải cần phải làm những gì để mình có thể đối phó vấn đề này, thưa anh? Vâng, thưa chị, thì cái tình trạng này đó, theo như chị và cũng như người Huỳnh Hấn cũng như quý khán giả nào có theo dõi chương trình thì chúng ta cũng biết là chính quyền liên bang nó cũng đã có những cái vấn đề mà tìm những cái nguồn sữa khác nhau từ các quốc gia khác để mà cung cấp. Tuy nhiên hiện nay đó thì theo như giới chức y tế quận hạt cho của vùng vịnh đã đưa ra đó, thì các lời khuyên sau đây có các gia đình có các trẻ sơ sinh, thưa chị. Thứ nhất đó là nếu được thì quý vị có thể cho con em bú bằng sữa mẹ là cái sữa tốt nhất rồi, đúng không vậy? Và cũng cứ tiếp tục vấn đề đó, hoặc là có thể liên lạc với một cái chuyên viên hướng dẫn về việc bú sữa mẹ để giúp cho quý vị duy trì hoặc tăng nguồn sữa bằng cách cho các trẻ bú nhiều hơn, thưa chị. Cái thứ nhì đó là quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ của các trẻ sơ sinh về việc thay thế nhãn hiệu sữa bột nếu cần, và cũng như là cho các bé mà bú các loại sữa đặc biệt đó, chẳng hạn như các bé bị thiếu dinh dưỡng cần trị liệu, hoặc các bé có bệnh cân lượng calori hoặc các dinh dưỡng khác, thưa chị. Cái điều quan trọng nhất đó là tránh tự chế biến sữa bột tại nhà và cũng như pha loãng sữa để dùng lâu hơn, bởi vì dùng như thế nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe của các cháu, thưa chị. Theo em thấy thì bất cứ một cái vấn nạn nào xảy ra thì ở quận hạt chúng ta đều có mở ra một cái trang web để mà người dân có thể truy cập vào đó để hiểu được mình cần làm gì. Thì trong vấn đề khan hiếm sữa này thì ta không biết rằng là nếu mà người dân mình gặp vấn đề như vậy thì có thể truy cập vào trang web của quận hạt không, thưa anh? Vâng, thưa chị, có rất nhiều những cái thông tin mà quý vị phụ huynh có thể liên lạc với. Nhất là vấn đề sữa thì quý vị có thể liên lạc với trung tâm quyết của quận hạt Santa Clara, hoặc là liên lạc về sở y tế công cộng qua số điện thoại là 408-792-5101, trung tâm sức khỏe của người gốc da đỏ của quận hạt Santa Clara, số điện thoại là 408-960-0900, hoặc là dịch vụ y tế Garner tại số điện thoại là 408-254-5197. Hoặc là quý vị cũng có thể gọi vào cái đường dây hỗ trợ cho cha mẹ và phụ nữ đang mang thai của quận hạt tại số là 1-800-310-2332 để biết thêm chi tiết. Cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị, tất cả những số điện thoại mà anh Quỳnh Hấn vừa cung cấp đều đang thể hiện trên màn hình của Đức Việt TV. Thì quý vị có thể chụp lại màn hình này để quý vị cảm thấy nếu mà chúng ta đang rơi vào tình trạng này hoặc là người thân chúng ta cần biết, thì quý vị có thể chia sẻ như một cách mà chúng ta sẽ chia để cuộc sống ta trở lại bình thường. Cảm ơn anh đã đến chương trình ngày hôm nay và đã mang những thông tin rất bổ ích đến cho cộng đồng của mình. Và xin hẹn gặp lại anh vào chương trình tuần sau cũng ở khung giờ này. Vâng, mình xin cảm ơn sự điều hợp chương trình ngày hôm nay của chị Thanh Thảo và cũng như sự theo dõi của khán thính giả của đài Net Việt TV. Và hy vọng rằng những cái chi tiết vừa qua, những cái thông tin mà chúng tôi mang đến sẽ giúp cho quý vị hữu ích trong cuộc sống với cái gọi là hôm nay là hậu đại dịch COVID và cũng như là cái tình trạng khan hiếm sữa hiện nay đối với các trẻ em, thưa chị.